Hello, xin chào các bạn. Tối nay mình đang đi tìm kim nhông và phát hiện một con rất là to nha các bạn. Nằm ở đây, nằm ở trên cành mít nha các bạn. Mình zoom gần lại cho các bạn thấy nha. Wow, con kim nhông này đang lột da nha các bạn. Đây, các bạn thấy phần da sắp được lột này, xanh trắng này các bạn. Có đoạn hơi nhỏ nhỏ ở đây nha các bạn. Vâng, và kim nhông thì đuôi rất là dài nha các bạn. Đây. Mặt chúng à, chúng đã cảnh giác với lại camera của mình rồi nha các bạn. Đây, mình sẽ đi một vòng để quay cho các bạn xem nha các bạn. Đây là phần lưng của nó nha các bạn. Đó. Phần da này chưa được nốt, nốt đen thì màu sắc nó cũng tương đối là nhạt nha các bạn. Đây, đây là bên trái con kim nhông rồi, nên mình làm đụng lên nó rồi. Đây phần chân sừng nó rồi này, con này thì là con kim nhông cái nha các bạn, chân sừng nó không phát triển to nhiều. Đây bàn chân nó nha các bạn. Mình sẽ so sánh ngón tay của mình với con kim nhông này các bạn thấy nhá. Đây. Đó. Nó to bằng to hơn ngón tay của mình một xíu nhá. Đây mình chạm vào nó này. Ồ. Nó chạy, nó chạy, nó chạy, nó chạy. Đây, nó chạy rồi nhá các bạn. Đây. Đây lúc như chiếc lá này các bạn. Đây. Mình đã phát hiện nó rồi. Đã bị phát hiện. Đây mình cắm đuôi, cắm đuôi nó thử coi như các bạn. Ui ôi. Ui ôi, làm gì mà căng thế. Cái miệng nó đang ngậm cái gì đấy các bạn. Wow, cũng không biết nữa. Mình chúng đuôi nó thử xem nha các bạn. Ui, nó rớt rồi, nó rớt rồi. Đây này, nó đây nha các bạn. Đây rồi. Thôi thì để nó chạy luôn nha các bạn. Để đụng nó nhiều nha các bạn. Mình sẽ đi tìm kiếm tiếp tục một số con kỳ trông khác nha các bạn. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.